Nghe rõ không con? Dạ, con nghe rõ. Ok thì tay thấy cái vụ mà xôn xao về cái vụ xôn xao về cái vụ Đoan Trang Loan Triết gì đó thì bác mới có một cái điều này. Tất nhiên là bây giờ bác cho con coi về cái vấn đề coi như là ở bên này nó cũng xảy ra một cái sự việc nói lên tính tính cách là có tiếng nói người dân. Đại khái như là ở bên này thì nó có một cái con nhỏ nó tên gọi là Nancy Nguyễn, nó đi biểu tình, mà nó đi biểu tình đây tôi cho tụi bay coi. Rồi bạn ấy bị bắt nhưng mà nó được thả ra rồi. Đây ở đây để qua đưa nha, nhà hoạt động gốc Việt bị bắt liên quan đến cuộc biểu tình trước nhà của giám đốc EAC. Thì, Xe. rồi ok để tôi nói tiếp. Đây là cái gương mặt của khứ lão của thằng này đây, nhưng mà cái này là giám đốc đây nhưng mà chưa 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 được bổ nhiệm mà chưa chính thức nha, cái này chưa chưa chính thức À, luôn. tối hôm qua đang đang điều trần tại Thượng viện để có quyết định ông này lên làm giám đốc hay chưa? Tối Đó đúng rồi, chưa chính hôm thức qua nha. đang điều trần, cháu xem trực tiếp cái phiên điều trần đấy. Rồi rồi, để mình nói sẵn cái này là ý là chưa chưa trực tê chưa chính thức nha. Chỉ đó đó, cái này thì nó chỉ là đi biểu tình tới cái nhà của ông đó tại gia thôi. Ở đây là bởi vì sao? Những cái người dân gốc Việt của mình đó, họ đây có một cái thằng tên là cái thằng Minh Khang, cái gì Khang Khang ta tôi quên mẹ rồi. Nó tên trên cái đài của nó có cái YouTube nó kêu là trực diện TV đó của thằng gì Khang Khang tao quên mẹ nó cái tên rồi, thì nó cũng đã tao cũng bớt lên cho nó nói rồi. Ở đây nó nói một cái là các nhà hoạt động gốc Việt biểu tình trái pháp luật và các tổ chức nhân quyền ở trên thế giới nào đều im tiếng, đéo có nào dám lên tiếng cả. Để tao nói cho mày nghe, nhưng mà cái con nhỏ này nó chưa đến nỗi phạm pháp giống như con Đoan Trang. Con Đoan Trang nó còn viết sách, nó còn tuyên truyền, nó còn chống đối, nó còn làm đủ trò hết. Rồi con này chỉ đi hoạt động giống như kia, đi hoạt động ở ngoài trời tới nhà mà cha này cắm mấy cái biển rồi xong cái rồi biểu tình nhỏ thôi có mấy chục người à, rồi xong rồi cái rồi tự đi về là tối nó lụm liền. Là bởi vì sao? Nó đụng chạm tới chính quyền, mày hiểu không? Đây không phải là vấn đề dân sự nữa mà mày đụng chạm tới cái ông kia, mặc dù không nó chỉ là gián tiếp thôi chứ không trực tiếp, nó biểu tình ở ngoài nhà ông này, mặc dù ông này chưa nhậm chức, mình nhớ kỹ cái điều đó nha, chưa nhậm chức chưa chính thức mà đã còn bị như vậy rồi. Đúng rồi. Tất cả các tổ quốc tổ chức nhân quyền bên Mỹ này đính nhìn đến địch vậy đó. Để tao nói cho mày nghe cái điều đó là thì tao hỏi mày hai cái trạng thái, hai con người mày thấy bên nào nặng bên nào nhẹ? Con Đoan Trang thì coi như quá xê quá trời là nặng rồi, coi như đó đó là xảy ra tại nước Mỹ, mà cái nước Mỹ này là chuyên môn chỏ mỏ về nhân quyền các cái đủ trò ở trên trời, mà trong khi đó nó bắt con người ta như vậy. Mà ở đây bắt này bắt đơn giản quá, nhẹ nhàng quá, không có gì cả, không bom xăng không súng không gì trên trời mà nó dính nó bút coi người ta, thì tại sao các tổ chức nhân quyền bên Mỹ này không nói? Từ báo cộng đồng người Việt bắt tất cả các báo kia đính nhiên đến địch vậy, chắc nó nhắc nghe nó chắc nó nhét nút bần vô rồi, thành ra không có nào nó im re chứ chẳng cái nào mà thấy không, mà thấy rõ ràng chưa? Điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái nước Mỹ này là chuyên môn phê phán tất cả các nước về nhân quyền mà chẳng có con ma nào phê phán nó về nhân quyền cả, mặc dù nhân quyền nó tồi tệ nhất thế giới. Muốn coi lại không, Đúng tao cho rồi. coi, để bắn giết đánh đập đủ thứ trò trên Bác trời. cho coi lại đi cho mọi người bổ túc mắt tí về nhân quyền ấy. Đây Không bây giờ nó lôi cả Nhật Bản ra để biểu đây tình trả tự do cho Phạm Văn Trang chưa? đây đây là cái người tàn tật ngồi xe lăn nha, thấy chưa, nó quýnh dằn xuống luôn xe lăn, ta đi ta liệt mà đó, thêm bullet chưa, nó lôi ra luôn khỏi xe lăn luôn, nó quýnh đồ nó. Việt Nam làm gì có cảnh này đó, mà thấy xe lăn không đồ, ông cha này liệt giò nó quất còng tay đó, nó quay liền xe đăng ra rồi xong luôn, rồi rớt luôn hai bánh luôn, đè xuống dám cự hả, dám cự gì cảnh sát hả, chắc này chắc là lại cũng chửi bới vậy nè, ngồi ỉ đồ má mập luôn. Vậy coi gì đủ chưa, từ còn nhiều lắm. Nào hay hay không? Thì đó là một cái
đó là một cái cảnh mà một cái người tàn tật đó. Ta muốn nhấn mạnh cái điểm là nó tàn tật, cho nên vì đó ta chứ mới coi cái đó, thấy chưa? Cái ta còn nhiều lắm đó, nhưng mà ở đây nè, nhiều lắm. Nó bắt nhỏ kia. Lôi đi, đủ phải đó. Nó quýnh sao, nó quýnh trào máu luôn chứ ở đó, đủ má. Việt Nam giao cho cảnh sát Việt Nam là nó phải nghiêm khắc hơn, nghiêm khắc như nước Mỹ đó. Ủa, anh nhân quyền ở đâu? Ở đây là cái, ở đây là cái đây ông già 70 mấy tuổi, gần 80 tuổi rồi, tên đủ má vỡ sọ não luôn. Mày coi máu chảy nè, mày thấy máu chảy không? Thấy máu chảy ra không? Mày thấy máu chảy ra không? Tỉnh bờ đó, thấy máu chảy không? Thấy chưa? Đó, đấy. Chưa? Nó không từ một thủ đoạn đó, nhân quyền của nước Mỹ đấy. Thì tất cả mọi người đều im re, rượu má báo chí, rượu má ở nước Mỹ này nó nín như nín địch vậy. Báo chí người Việt á, tôi nói báo chí người Việt á, là không bao giờ dám nói. Đó, đó là tao so sánh cái vấn đề vậy. Còn con Đan Trang nó có chứng cứ tội lỗi, nó phạm pháp này kia mà bắt, ta thấy nó nhẹ nhàng quá. Chứ đâu có bắt giống như mấy thằng Mỹ này bắt. Mấy thằng Mỹ này bắt là theo tôi đồ mà nó không làm gì mày hết, mày về mày nằm mày đủ cũng 3 tháng cũng mềm cái lưng mày, với lại cái xương sống mày cũng chết đó. Cái đó là tao muốn nói cái điều đó rồi. Nói một cách khác là tao nhắn đi nhắn lại hoài, những người Việt mà sống ở Mỹ này giống như An Nhiên tao, là những người mà đại khái có lên tiếng nói là kia thì nó hùng hổ lắm, nó chửi dữ lắm, mà đủ đối với Mỹ nó rẻ, nó nín mày, nó nín như nín địch vậy. Rồi ngày hôm qua một kia nó có một cái tụi, có một cái hai phe, một phe là bên ông Trump, một phe bên là ông Joe Biden, thấy vui lắm. Có cái là hai bên chửi nhau ù mới làm toán loạn xà ngầu trên trời, mà đem ra những cái thứ gì đâu trời ơi. Tại sao bây giờ nếu mà anh khoái ông Trump thì anh lẳng lặng anh đi bỏ phiếu trong trung ở bên kia khoái ông Biden thì tự nhiên bỏ ông Biden thôi, mắc bới gì phải kéo nhau ra ngồi chửi rủa rượu mấy, giống y chang như cái chợ, không giống ai cả. Bởi vì sống trong một cái đất nước mà mang tiếng là dân minh, mà những người Việt mình lại càng không dân minh chút nào cả, xí xó xí sủa nhau, thậm chí quýnh lộn nhau te tua mệt. Ta thấy mắc cỡ dùm, đó là cái nỗi nhục. Ta cũng không muốn nói làm gì nhiều nữa, nhưng có cái điều à, lúc này tự nhiên tao cũng chán, tại vì bởi sao mình cứ tao với mày cứ lên nói hoài, phản ảnh hoài, làm gì hoài, mà hình như là cái tệ nạn đó nó càng ngày nó vẫn còn gì nữa. Thì tự nhiên lúc này tao yêu nhạc mày. Rồi tao có mà tâm đắc với một cái bài, tao không phải tâm đắc một cái bài hay hay, nhưng mà có cái điều là tại tao khoái cái ông già đó, cái ông già đó ông hát cái bài đó, ông biết cái ông già đó là rất là hay, ông hát cái bài gì tao cũng rất là, tao thấy là thấm được, tao cũng khoái. Nghe nghe có một cái vài câu rất hay, thì bác lên bác bác hát rất là hay, mà rất là lớn tuổi, cũng cỡ tao à, cũng 70 có. Thì bác chỉ lên bác chỉ nói là hai cái thể chế lúc nào cũng vậy đấy, mà thấy rõ ràng cái miệng lưỡi tôi nói rất là gian xảo. Ở đây có một cái con nhỏ Nancy Nguyễn, bà cũng bị bắt, nhưng mà nó chỉ là chống bán một cái ông đó, mà cái ông đó là chỉ là chưa nhậm chức, chỉ là phong phanh chưa cái gì cả, mà đã bị vào rồi, đã bị bắt rồi. Đừng nói chi báo đó là gì, đó mình muốn nói cái điều đó là đụng chạm tới chính quyền Mỹ. Anh làm dân sự đi muốn làm gì là anh đánh lại, nhưng mà khi anh đụng tới chính quyền là anh sẽ chết.
Việt Nam mình đù má nó viết sách, nó chửi Tàu từ chủ tịch nước, quốc hội, nói chung là công an, nhân dân, bộ, nói chung là nó chửi tất tần tật cả. Có ai làm gì đâu, tao thấy mấy cái diễn đàn đó, nó chửi ù, thấy rõ ràng, thì thấy cái nhân quyền ai hơn ai. Mà cái trường hợp nó ở nước Mỹ này thì nó mất xác từ lâu rồi. Tao nói cho mày nghe, đây là những cái con này nó chỉ có nói thôi, và nó biểu tình một cách thô sơ đơn, cắm mấy cái cây để mà phản đối với anh trai kia thôi, cắm mấy cây biển nhỏ nhỏ giống như kiểu ở dưới sân nhà của anh kia. Mà cái ông này chưa phải, tao nhắc đi là chưa phải là nhậm chức, chỉ mới cái đề cử thôi đấy, mà nó còn như vậy thì có nghĩa là lấy đó là cái lý do gì? Cái lý do là anh xâm phạm vào chính quyền của nước Mỹ. Chứ đừng có nói mà lên mà ngồi mà chửi ông Trump hay là chửi ông kia đủ còn lâu. Mày thấy gì cha hôm trước không? Viết cái chữ thôi, không chưa kịp nói, đủ chung là te tua rồi. Thấy không? Mày thấy rõ ràng cái điều đó, bởi vì tao muốn lên này, tao muốn nói nhấn mạnh với các con cháu ở dưới cái diễn đàn này, có nghĩa là đừng so bì một cách khập khiễng về vấn đề nhân quyền của nước Mỹ. Bởi vì nó có tiền và nó có quyền, mà tao cũng nhắc lại, mày thấy rõ ràng nó là chuyên môn đi phê phán tất cả các nước về nhân quyền, nhân quái, tao cũng không có biết. Nhưng mà từ xưa giờ nó là một con người vi phạm nhân quyền nhất thế giới, mà có ai dám nói nó không? Có nghĩa là gì? Có tiền là có quyền. Mày biết không? Đó. Thậm chí nhiều khi anh sợ anh còn rút ra cái ghế, anh rút khỏi là cái ghế của nhân quyền Liên Hợp Quốc luôn mà. Thấy rõ ràng không? Thì ta không muốn nói chuyện đó, mà tôi chỉ nói là ở cỡ Liên Hợp Quốc thôi. Việt Nam mình vẫn có một cái ghế ở Liên Hợp Quốc và cái số phiếu bầu rất là cao. Người ta trên thế giới người ta nhận xét rồi. Và cái con đan trang này thì còn thằng Đỗ Dũng đã nói rồi. Tại làm sao mà nước Mỹ im re? Im re. Nước Mỹ, thí dụ như Bắc Quan chắc chắn là sẽ lên tiếng, nhưng mà đang trang thì nước Mỹ không đụng chạm tới, không nói tới lời nào. Và nó có nhấn mạnh một câu vậy: ở Mỹ, ở Việt Nam vừa ký và ăn mừng cái hiệp định thương mại giữa và coi như hợp tác toàn diện hai mươi mấy năm, mới vừa xong sau 3 tiếng đồng hồ là mục con này liền. Mà nước Mỹ không nhúc nhích, nước Mỹ không có gì, bắt kệ mẹ mày. Thì tất nhiên là con nhỏ này đã thuộc về quá đáng rồi, đúng không? Thì ta cũng không muốn nói chuyện gì nữa, quá đáng rồi. Cho nên vì ta không muốn nói, bởi nước Mỹ nó cũng không thừa nhận, là ta cũng dẹp phân bên. Ở đây là rõ ràng là tao nói mày, đây là tổ chức nhân quyền thế giới ở đâu mà đuổi nó bắt con nhỏ kia mà tất cả đều nín nín địch vậy, không ai lên tiếng cả. Ta muốn nói lên cái điều đó, mày hiểu không? So sánh hai con người, cũng hai đứa con gái, cũng hai đứa là hoạt động nhân quyền cả, mà con này chỉ thuộc lươm cơm. Đối với con nhỏ đang trang thì con này chỉ là đồng, thì thuộc về gót chân, chứ là để làm đệ tử chưa xứng nữa, đúng không? Mà con Lan Trang từ cũng cả, ta nghe nói cũng khoảng cả gần cái chục năm rồi, từ ngày nó bắt đầu nó học hành rồi, bắt đầu nó viết sách, nó ra hai chính trị bình dân gì đó. Tôi nói mày nghe, đáng lẽ thằng Mỹ này là nó đụng tới chính quyền là chết 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 và chết. Chứ đừng có nói chuyện mà bụng mày tới còn sống tới giờ này bắt đầu bị bắt. Ok, bắt chưa? Chuyện nực cười như thế này, bác này. Một đám người gốc Việt đang sinh sống tại Tokyo, Nhật Bản ấy. Cái đám người chống cộng cực đoan ở bên đó do Việt Tân nó giật dây biểu tình trước nhà quốc hội để tới này này, thủ tướng Nhật Bản vừa mới nhậm chức ấy sang công du thăm Việt Nam. Đúng rồi, ký hiệp định thương mại luôn, mười mấy tỷ. Việt Nam nó nghĩ như vậy nên bọn nó ra đến biểu tình bằng hình thức là tuyệt thực, cầm cờ vàng ba sọc đỏ. Tuyệt thực trong vòng một ngày không ăn cơm. Nó xạo. Vậy là nó nhằm làm gì? Nhằm phá hoại giữa ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản, thậm chí những nước khác nữa. Nhưng mà cháu nghĩ rằng á, cái việc này thủ tướng Nhật Bản người ta cũng chả quan tâm đến. Chả có quan tâm. Bây giờ tôi nói cho mày nghe nè, tất cả những cái đơn vị hoặc là những cá nhân, những cái tổ chức ở bên này, mà cộng đồng, mày biết cộng đồng ở Việt Nam mình như là chủ tịch cộng đồng kia, là nó không có hợp pháp, nó không có cái gì gọi là dính líu tới chính quyền Mỹ cả. Nó không có một cái quyền hành gì hết. Đây là một tổ chức cộng đồng thôi, mày hiểu không? Cộng đồng của người Việt, cộng đồng người Hoa, cộng đồng người kia. Người ta tổ chức cái đó để làm chi? Để người ta hướng dẫn giữa người Việt Nam mà, hoặc là những người Trung Quốc, những người Mỹ, những người kia, để người ta biết, để mà người ta bắt đầu giải thích vấn đề pháp lý này kia chứ. Thực chất cái cộng đồng không có quyền hạn gì, không có tư cách pháp nhân, mày hiểu không? Đối với chính quyền Mỹ không có mẹ trên trời, nó giống cái kiểu như cái chỗ buôn bán vé máy bay thôi, nó không có cái thực lực gì cả, không có một cái gì gọi là cả. Từ học khi anh làm nghị viên, dân cử bắt đầu, thằng Mỹ nó bắt đầu A, B, C là
là nghị viên của thành phố đó thì ok, đó làm cho nhà nước chính chính quyền Mỹ, mà đã làm nhà biết trên Mỹ thì anh không được quyền, anh không được quyền xía rồi những cái chuyện quyền ậu ơi với dầu ở ngoài kia, mẹ không, anh đã bị chỗ đó nó khổ, cái người Việt mình nó dễ bị lừa gạt, dễ bị ru ngủ, và bởi vì nó khổ đời suốt đời, từ ở ngày mà Nguyễn Hữu Chánh là rớt cái từ cái là bị lừa gạt hoài, cứ cúng tiền cúng bạc hoài, ru ngủ mà, cho nên bị đó cứ tưởng như vậy, không có, nó bỏ túi đi hay ráo à, đụng má cứ như đuôi nó thở cho thật tức vậy. Rồi thương phế binh, rồi thậm chí nhiều khi mà thấy những cái show ca nhạc thương phế binh cho đưa 100.000 đô thì cho 2.000 đô, còn 98.000 đô bỏ túi chia nhau xài đủ, nó có lợi dụng mà làm riết thôi. Đâu không khổ vậy, rồi bị cái vụ con Đoan Trang này mai mốt mà coi nó cũng đi quyên góp nữa, trời coi cái thứ gì nó quyên góp cái độ nó khổ vậy. Nhưng mà bây giờ người ta sáng mắt ra rồi, bây giờ ta sáng mắt ra rồi, cái này bị cái đó miễn đi, không có cái vụ ở đâu đó, càng ngày nó càng phai đi. Còn cái chuyện mà tao mới nói hoài mày hoài, tất cả cái sự đau khổ triền miên của đất nước mình nó trải dài chiều dài lịch sử và chiến tranh triền miên, và bây giờ cái chiến tranh nó đã không còn nữa, hai miền Nam Bắc đã hòa bình, chúng ta nó đâu phải là một ngày một bữa con, mà nó đã là 40 mấy năm rồi, gần nửa thế kỷ rồi, và cái chế độ và gọi là cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa nó mất tiêu, nó không còn trên thế giới và nó không còn trên bản đồ, không còn ở đâu đứng trên trời, lấy lý do gì nó phục lại? Và ta cũng đã nhắc mạnh mà hôm trước rồi, người dân Việt Nam đã chọn rồi, đã chọn rồi, cái ngày 30 tháng 4 chính là người dân Việt Nam mình đã chọn, chuyện nó bình Đúng thường rồi. mà chọn bằng vũ lực, đúng không? Tao làm được đó, mặc dù tao là người thua trận mà tao vẫn chấp nhận là cái điều đó. Cái điểm thứ nhất tao vui mừng nhất là cái gì? Người dân Việt Nam không bao giờ chết nữa, không có chết trận nữa, không có chết trực thăng chở xác. Mày nghe mấy cái bài Trịnh Công Sơn đó, những bài ca hát, những bài xác người, những cái gì đó, đêm đêm nửa đêm cái gì đại bác vô đêm dội về thành phố, người phu quét chợ, có nghĩa là hằng đêm cái người Việt mình nó nghe tiếng súng đạn riết rồi nó làm như con người nó bị chai lì. Thời đó, cái thời chiến tranh đó, cứ nằm xuống là nghe tiếng súng, hay nằm xuống là nghe tiếng súng, không bao giờ tiếng súng dứt. Những cái năm tháng đó là những cái năm tháng ác mộng của người dân Việt Nam, rồi rải bom, rải thảm, rải chất độc út chung. Tao hôm qua kia có thằng nào nó bố trên tấm mình, bộ đội bây giờ nó vẫn còn moi được một trái bom nặng 500 kg bự lắm, hai thằng để ngồi chụp trên hình đó. Tao người ta cười quá, tao nói đủ, mà Việt Nam bây giờ cưa bom thôi chứ còn ra đủ, không có bếp bom, nó cưa bom mệt. Tao biết thì nói rồi, thì cái chế độ Việt Nam qua bây giờ tao ra vĩnh viễn không bao giờ hồi phục lại, tức đừng có nói làm chi, nó mệt lắm. Còn bây giờ, còn ngay bây giờ đất nước tất cả các nước trên thế giới người ta không coi thể chế này coi thể chế kia, mà người ta chỉ chiến tranh vấn đề kinh tế, thằng nào giàu là đó thắng, chứ không còn có, không Đúng còn rồi. cái chuyện mà hồi xưa là ý thức hệ thằng này theo phe kia, không có, bây giờ không có vụ đó. Đừng cái mong mà đủ chiến tranh, cũng giống như nó, tụi nó bị lừa gạt là ông Bush, bên gì ông Donald Trump sẽ quýnh Trung Quốc, quýnh cái con khỉ ta đó, hôm qua kia với mày rồi. Bây giờ đủ kinh tế của thằng Trung Quốc nó bao vây Mỹ luôn, ta nói, thí dụ như vậy, từ cây kim sợi chỉ cho đến cái tủ cái bàn đó kia là đủ toàn rồi, Trung Quốc tràn ngập nước Mỹ, đừng cứ tưởng bở tào lao. Rồi chuyện kỳ thị ngày hôm qua cái thằng gọi gì Thanh Nguyễn Thanh Quyền với thằng Việt Kiều Mỹ cũng chống cộng, nó cũng có tiền rồi đấy, độ má cũng lên nó xào xạo nói gì Mỹ không bao giờ kỳ thị, cái mã cha không được, không bao giờ kỳ thị mà nó bắn chết người te tua da đen, rồi có thằng đắc lên ba đề ba đờ đó, độ là cái gì nó tùm lum tà la, độ da trắng thượng đẳng là cái gì, cái đó mình phải xác, khi phải chấp nhận cái chuyện thôi. Tăng muốn nói chuyện bởi vì mình nói hoài thì nó cũng cãi hoài thôi, thành ra tao nhiều khi tao cũng chán, lâu lâu bữa là tôi vui, tao đi vui người tao lên tao chơi thôi, ở đây mình lớn tuổi rồi mình chỉ vậy thôi, chứ còn cái chuyện mỗi người mỗi suy nghĩ cũng như sáng có thằng nào tan thằng Thái vô cái hồ nó gào lên, nó la lên, nó la một mình nó giống như điên vậy. Tao có thích cười quá, tao cũng mệt nó luôn á, khổ vậy, chán thiệt là chán. Bây giờ người ta dân Việt Nam bây giờ ta đâu phải giống như ngày xưa mà ta mù tịt thông tin nữa đâu mà lừa gạt, trời ủa mà người ta tới rồi trời bà thiệt á. Thì tao muốn nói về, tao lên mày là tao muốn nói về vấn đề cũng là hai con ra hai người phụ nữ. À, hai người đều là coi như gì đó, đại khái là coi như đấu tranh cho dân chủ giết gì đó, là một người ở Việt Nam một người ở Mỹ, rõ ràng hai người cùng bị bắt, tao so sánh cái vấn đề dân chủ cho tụi mày nghe đó. Rõ ràng con khi thì quá đáng rồi, giết sách giết đồ tốt tùm lum la, rồi chuyện đụng chạm tới từ hồi xưa giờ cả chục năm không nói, còn con thằng này đụng phải nó chỉ đụng chạm tới cái người nghị viên, các người này chưa được chính thức mà đụng chạm về mặt chính quyền là đi rồi, đừng nói làm chi, còn chưa có quyết định, không biết là hôm nay không biết tao quyết đó định à, không biết như được này là nhé.
cái quyết định đó không biết được hay là không, ta không cần biết, nhưng mà tao chỉ biết là nó tới dạo này nó đủ nó đi biểu tình là nó vô họp thôi, thế thôi. Đừng có nói chuyện mà chúng chống á, dám đồ mà đi phản đấu đưa trùm đưa đồ mà đội dân nó giết cũng chết đồ, đừng nói chưa lúc mà thấy cái con mẹ nắm không, rồi má chỉ còn viết vài câu thôi rồi nó là đủ bắt đầu ADHD nó bị ăn đá gạch mà thấy te tua chưa. Đừng có nói chuyện ở đó, qua xứ người mà không biết thực, không biết cái gì gọi là không biết người biết ta, không biết cái vị trí mình nằm đâu là phải thế thôi. Ok thì bác lên bác nói cho con vài câu thì thôi rồi bác xuống, tại vì tao cũng thấy là tâm cái đó. Ok con nha, con cảm ơn bác, con cảm ơn.